Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo xếp hạng của Cushman & Wakefield công bố, đường Đồng Khởi nằm trong nhóm những con đường có mặt bằng bán lẻ đắt nhất hành tinh, ghi nhận từ báo Dân Việt. Với giá thuê 390 USD trên feet vuông trên năm, khoảng 101 triệu đồng trên mét vuông, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đường Đồng Khởi được Cushman & Wakefield xếp thứ hạng 13 trong danh sách những tuyến đường có giá thuê cao nhất thế giới, tăng một hạng so với năm ngoái. Đường Đồng Khởi nằm ngay trung tâm quận 1, luôn được đánh giá là con đường kim cương ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ dài khoảng 1 km, nhưng đường Đồng Khởi quy tụ đến 5 khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, gồm Continental Sài Gòn, Caravel Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Sheraton Sài Gòn và Majestic. Ngoài ra, tuyến đường này cũng quy tụ một loạt trung tâm thương mại đình đám sầm uất nhất tại thành phố Hồ Chí Minh như Vincom Đồng Khởi, Sài Gòn Tourist Plaza cho đến những thương hiệu thời trang, hàng hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Đường Đồng Khởi tại thành phố Hồ Chí Minh nối từ nhà thờ Đức Bà thẳng ra bến Bạch Đằng, nằm song song và kẹp giữa đường Nguyễn Huệ và đường Hai Bà Trưng. Có nhiều tuyến đường ngắn theo hình xương cá nối với nhau. Do vậy, đây là tuyến đường mà nhiều du khách chọn tản bộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn Continental Sài Gòn có vị trí đắc địa nằm ngay góc đường Đồng Khởi và Lê Lợi. Khách sạn ngay cạnh nhà hát thành phố có thể nhìn thẳng một mạch ra chợ Bến Thành, nhà ga Metro Bến Thành theo đường Lê Lợi. Đây là một trong những khách sạn có tuổi đời lâu nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối diện Continental Sài Gòn cũng có hướng nhìn ra nhà hát thành phố là khách sạn Caravel Sài Gòn. Đây là một trong những khách sạn 5 sao trên tuyến đường đắt đỏ nhất thế giới ở thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn Majestic Sài Gòn nằm tại góc đường Đồng Khởi và đường Tôn Đức Thắng với hướng nhìn trực tiếp ra bến Bạch Đằng. Giá phòng thấp nhất cho một đêm dịp cuối tuần là khoảng 3 triệu đồng, theo mức giá của các nền tảng cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến. Ngoài ra, trên đường Đồng Khởi còn hai khách sạn 5 sao đình đám khác là khách sạn Grand Sài Gòn và khách sạn Sheraton Sài Gòn. Các khách sạn 5 sao này thu hút nhiều khách quốc tế, khách có thu nhập cao và là nơi thường diễn ra các sự kiện, hội họp lớn. Bên cạnh khách sạn 5 sao đình đám, đường Đồng Khởi còn quy tụ một loạt trung tâm thương mại nổi tiếng là thiên đường mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh. Vincom Đồng Khởi với ba mặt giáp đường Đồng Khởi, đường Lý Tự Trọng và đường Lê Thánh Tôn luôn là nơi shopping sầm uất bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước đều có mặt tại đây. Sài Gòn Tourist Plaza kể từ khi được cải tạo lại đã thu hút hàng loạt thương hiệu thời trang Nhật Bản như Uniqlo, Muji, ABC Mart, Tề Tựu. Cùng với Vincom Đồng Khởi đối diện, đây được xem là một trong những địa điểm mua sắm nổi tiếng và nhộn nhịp ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, trung tâm thương mại Union Square lại thuộc phân khúc thời trang cao cấp. Hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ nổi tiếng thế giới đều đang có mặt tại đây. Nhiều thương hiệu đang trong trạng thái coming soon, sắp sửa có mặt tại trung tâm thương mại này. Không chỉ các trung tâm thương mại, hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Gucci còn xuất hiện dày đặc trên đường Đồng Khởi, con đường có giá thuê mặt bằng thuộc nhóm đắt đỏ nhất thế giới. Theo báo Vietnamnet, nếu phải lựa chọn một nơi để ở lại trên đất Sài Gòn, nơi mà ở đó chứa đựng tất cả những giá trị lịch sử, bao gồm luôn cả chiều dài văn hóa hơn 300 năm của mảnh đất này, thì đó phải là đường Đồng Khởi. Bởi lẽ con đường này không chỉ là con đường cổ xưa nhất, mà còn là cái nôi của kinh tế và văn hóa một thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Lần dở những trang sử về vùng đất Sài Gòn mới thấy những thăng trầm qua từng thời đại của con đường này. Trước khi người Pháp đến, con đường này đã xuất hiện trong lịch sử của đất Sài Gòn với tên gọi là đường số 16. Ngày 1 tháng 2 năm 1865, đường 16 được đổi tên thành Rue Catinat. Cái tên Catinat được đặt theo tên một vị tướng thời Pháp, thời vua Louis XIV. Sau này là tên một chiến hạm đến Sài Gòn năm 1859 của Hải quân Pháp. Sau Hiệp định Geneva năm 1954 thì được gọi là đường tự do và mang tên Đồng Khởi từ sau năm 1975. Bắt đầu từ nửa sau thế kỷ 19, Catinat trở thành một trong hai con đường chính của thành phố Sài Gòn. Đường còn lại là Route National sau năm 1901, có tên là Paul Blanc Street và hiện nay là Hai Bà Trưng. Nơi đây tập trung nhiều cơ sở kinh doanh của người Pháp, Hoa, Ấn và Việt với các dịch vụ cao cấp du nhập từ Pháp sang như ngân hàng, in sách, thuốc tây, máy ảnh, dụng cụ âm nhạc, nữ trang. 40 năm sau đó, tức từ những năm 1900, Sài Gòn với kiến trúc và văn hóa du nhập hệt như một thành phố của nước Pháp bước vào một giai đoạn mà người ta gọi là Belle Époque ở châu Âu hay Gilded Age ở Mỹ với sự đua nở phát triển các phong trào, trào lưu mới trong nghệ thuật, âm nhạc, ballet, hội họa, kiến trúc. Vào thời điểm này, Sài Gòn bắt đầu cuốn vào dòng chảy của những phát minh thay đổi thế giới như xe hơi,
phim ảnh, diesel, đèn điện, điện thoại, điện tín, máy bay. Catinat lúc này không chỉ là vị trí thương mại mà nó còn là trung tâm kinh tế và văn hóa của Sài Gòn. Nơi đây không chỉ có những cửa hàng mua bán, kinh doanh mà còn có những khách sạn lớn, nhà hàng, tiệm cà phê, nhà in, tiệm bán sách, tòa soạn báo, rạp hát, tiệm băng đĩa. Những khách sạn còn đến nay có thể kể tên Continental 1880, Majestic 1925, Grand Hotel Sài Gòn 1930 hay Sài Gòn Play cũng đã ra đời vào giai đoạn này. Năm 1998 đổi tên thành Grand Hotel Sài Gòn, khách sạn Caravelle năm 1957. Riêng về Continental, khách sạn lâu đời nhất này không chỉ là nơi đón chào những danh nhân văn hóa thế giới như Rabindranath Tagore hay Andre Malraux, mà nó còn là cái nôi của truyền thông báo giới Sài Gòn những năm giữa thế kỷ 20, khi toàn bộ những tin tức nóng nhất Sài Gòn đều từ khu vực này truyền đi khắp thành phố. Một vị trí đặc biệt không thể không nhắc đến là quảng trường Francis Garnier. Quảng trường Nhà hát thành phố được xây dựng năm 1898 và khánh thành ngày 1 tháng 1 năm 1900. Đây là một trong những công trình văn hóa đáng tự hào nhất của người dân thành phố đến nay còn tọa lạc trên đường Đồng Khởi. Nhắc lại những mốc son lịch sử, điểm qua những công trình văn hóa trên tuyến đường này để thấy rằng những vàng son quá khứ vẫn còn đó sau hơn 3 thế kỷ hình thành và phát triển. Đường Đồng Khởi bắt đầu từ đoạn đường Nguyễn Du trước quảng trường Công xã Paris, đi qua công viên Chi Lăng, công trường Lam Sơn, qua những khúc cua nhìn ra đại lộ Nguyễn Huệ hay công trường Mê Linh và cuối cùng kết thúc ngay đường Tôn Đức Thắng nhìn ra sông Sài Gòn, tổng cộng 630 mét. Tất cả đều mang những dấu ấn lịch sử đậm nét với các công trình văn hóa đặc biệt đã kể đến ở trên, những công trình trường tồn và song hành cùng sự đổi thay của thành phố. Đường Đồng Khởi hiện nay vẫn là một trong những tuyến đường huyết mạch của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn đường này là tâm điểm với những hoạt động văn hóa đặc sắc vào dịp lễ hội, là nơi người dân thành phố tìm đến vào mùa lễ Tết Giáng sinh. Ban ngày ồn ào náo nhiệt, tối đến lại lung linh huyền ảo chính là nét pha trộn văn hóa độc đáo của con đường này. Nét cổ kính chen lẫn những đổi thay mang hơi thở hiện đại với các công trình như tòa tháp đôi Vincom Đồng Khởi, tòa nhà Union Square, tòa nhà Opera House, một trong những địa chỉ mua sắm, vui chơi giải trí với trung tâm mua sắm thời trang, nơi hội tụ của những thương hiệu cao cấp nhất, các hệ thống nhà hàng cùng nhiều dịch vụ thượng hạng phục vụ cho khách du lịch, giúp cho Đồng Khởi giữ vững vai trò là trung tâm kinh tế văn hóa quan trọng bậc nhất của Sài Gòn hôm qua và thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Vị trí đắc địa của Đồng Khởi còn được thể hiện rõ ràng khi bao bọc xung quanh tuyến đường này là những con đường mệnh danh là trung tâm tài chính mới của thành phố như Nguyễn Huệ, Lê Lợi hay mang chất ngoại giao với nhiều văn phòng chính phủ, đại sứ quán các nước như Hai Bà Trưng, Lê Duẩn. Sự hòa quyện giữa lịch sử, hiện tại và tương lai của con đường này sẽ là giấc mơ về một nơi lưu trú mà bất kỳ người dân Sài Gòn cũng muốn có. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều mặt bằng lớn tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang bỏ trống. Dù vậy, giá thuê không có dấu hiệu hạ nhiệt, theo nhịp sống thị trường. Ghi nhận cho thấy sự giằng co về giá thuê vẫn âm thầm diễn ra trên thị trường mặt bằng nhà phố tại trung tâm lẫn khu ven thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói, không ít mặt bằng có giá thuê từ vài trăm triệu đồng trên tháng, thậm chí gần 1 tỷ đồng trên tháng dù bỏ trống dài ngày nhưng giá thuê không hạ. Phải chăng đường Đồng Khởi, con đường kim cương thuộc nhóm đắt đỏ nhất thế giới ở thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ một loạt khách sạn đẳng cấp, trung tâm thương mại đình đám và là điểm đến của các thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới, nhưng cũng đang chết đứng vì tiếng tăm đắt đỏ của mình. Tại các tuyến đường của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi hay Bà Trưng, hiện rất nhiều mặt bằng cho thuê bỏ trống. Khi liên hệ theo số điện thoại trên tờ rơi để hỏi về giá thuê thì hầu hết đều nhận được câu trả lời, chủ nhà không giảm giá so với người thuê trước, có chăng chỉ thương lượng và hạ số tháng cọc nhà. Giá cho thuê vẫn cao ngất ngưởng từ 200 đến 700 triệu đồng trên tháng tùy vị trí ở các tuyến đường này. Trong báo cáo mới đây, Cushman & Wakefield cũng chỉ ra đường Đồng Khởi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top các tuyến đường có giá thuê mặt bằng đắt đỏ nhất thế giới. Giá thuê tại đây tương đương 350 USD trên mét vuông trên tháng. Con số này tăng 17% so với cùng kỳ và tăng 40% so với trước dịch COVID-19. Điều này cho thấy không những không hạ nhiệt về giá thuê trong bối cảnh khó khăn, mặt bằng cho thuê vẫn âm thầm tăng giá ở các tuyến đường đắc địa trung tâm. Chia sẻ lý do vì đâu người cho thuê không chịu hạ giá thuê dù mặt bằng để trống, ông Lê Quốc Kiên, một nhà đầu tư bất động sản kỳ cựu tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thị trường đang diễn ra mâu thuẫn, giằng co về giá thuê giữa bên đi thuê với chủ nhà. Cụ thể trong bối cảnh, nguồn cung mặt bằng nhiều nhưng trong khi nhu cầu giảm mạnh.
người đi thuê mặt bằng có nhiều lựa chọn nên muốn giảm giá, muốn thuê với giá thấp hơn nhiều trước dịch. Ví dụ những mặt bằng trước dịch cho thuê được giá 150 triệu thì sau dịch họ chỉ trả tối đa 100 triệu, hoặc chủ nhà ở quận 3 kỳ vọng cho thuê 280 triệu nhưng bên thuê chỉ trả tới 200 triệu. Trong khi đó, chủ nhà sở hữu mặt bằng trung tâm cũng có cái lý là giá thuê phải ngày càng tăng chứ sao lại giảm. Hạ tầng ngày càng phát triển thì giá phải tăng chứ sao lại giảm. Và khó chấp nhận giá thuê vào năm 2022-2023 lại phải thấp hơn giá năm 2019. Bên cạnh đó, theo ông Kiên, chủ mặt bằng trung tâm còn là những người có tiềm lực tài chính mạnh. Nếu khó khăn kẹt tiền thì kẹt nhiều. Cần thì bán luôn tài sản mới đủ xử lý công việc, chứ nguồn thu từ hoạt động cho thuê này không hẳn mang tính sống còn. Ông Kiên cho biết họ cũng lại là người có cái tôi rất lớn, không thích cảm giác bị ép. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê của nhà mặt tiền trung tâm cũng thấp, chỉ dưới 2% trên năm. Trong khi mục đích chính sở hữu nhà mặt tiền ở các trục đường chính quận trung tâm là để giữ tài sản, khẳng định giá trị bản thân dựa vào vị trí độ khan hiếm của bất động sản. Do đó khi bị trả với mức giá thấp hơn trước đây cho thuê thì họ thà để không hoặc chỉ chấp nhận giảm rất ít. Còn theo đại diện CBRE Việt Nam, giá thuê ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn có xu hướng tăng từ 1 đến 1,5% trên năm. Đáng nói không chỉ giá cao, mặt bằng khu trung tâm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như khó xin giấy phép kinh doanh, giấy phép phòng cháy chữa cháy. Do vậy, các nhà bán lẻ sẽ tìm kiếm nhiều không gian hơn ở các khu vực ngoài trung tâm để ra mắt các cửa hàng bán lẻ tạm thời trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế, mặt bằng trung tâm vẫn ở trạng thái bị ế khá nhiều. Ngoài ra, việc chủ nhà tính toán chi phí trả lãi ngân hàng từ tài sản cho thuê bị lỗ thì rất khó để họ giảm giá. Ngay cả khi họ cho thuê giá cao nhưng vẫn lỗ so với tiền lãi ngân hàng phải trả. Vì thế chủ nhà khó giảm giá. Trong khi phía thuê rất khó thuê với giá này vì kinh tế khó khăn, buôn bán chậm. Theo đó, cả người cho thuê và người đi thuê đều chưa khớp nhau ở nhu cầu và giá thương lượng. Ngoài ra, một số lý do như một mặt bằng có quá nhiều môi giới giao khiến chủ nhà như bị lạc vào ma trận thông tin nên không thể ra quyết định. Họ ưu tiên giữ giá trị tài sản thay vì giảm giá cho thuê. Bên cạnh đó, chủ những mặt bằng lớn tại khu trung tâm phần lớn thường có 5 đến 7 căn nhà. Họ chấp nhận chịu lỗ vài tháng hoặc cả năm vì nghĩ rằng kinh tế trước sau cũng phục hồi sẽ cho thuê được giá hơn. Chưa kể nếu chấp nhận giảm giá để có người thuê thì sau này rất khó tăng lên mức giá như mong muốn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.